Các em có thấy những con vật trên trang trại của cô không? Không ạ. Không ư? Hãy để cô nói cho các em biết một chút về trang trại của cô nhé. Các em sẽ hát theo cô. Dạ. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Và ở nơi đó có nhiều con gà, E-I-E-I-O. Gà thì kêu chích chích và kêu chích chích, đây chích kia chích khắp nơi chích chích. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi, tôi là con gà con, chích chích chích. Mẹ của gà con là con gà mái và gà cha là con gà trống. Nhìn kìa, mẹ và bố đang cho con ăn. Chíp chíp chíp. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Và ở nơi đó nhiều chua cho già, E-I-E-I-O. Cho thì kêu gâu gâu và nó kêu gâu gâu, đây gâu kêu gâu khắp nơi gâu gâu. McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Bạn có biết rằng chó là người bạn tốt nhất của chúng ta không? Và chúng thích bảo vệ chúng ta vào ban đêm. Wow, tuyệt thật đó. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Và ở nơi đó có nhiều con lợn, E-I-E-I-O. Lợn thì kêu oanh oanh, bà là kêu oanh oanh, đây oanh kia oanh khắp nơi oanh oanh. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Tôi nghĩ rằng tôi cũng đã nhìn thấy một con lợn ở gần đó. Có một trang trại gần đó mà tôi không biết nhỉ. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Và ở nơi đó có nhiều con ngựa, E-I-E-I-O. Người ta kêu nay nay và người kêu nay nay, đây nay kia nay khắp mọi nơi nay nay. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Ngựa sống trong chuồng và thích ăn cỏ. Bò cũng thích ăn cỏ, phải không cô? Đúng rồi, bếp. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Và ở nơi đó có nhiều con bò, E-I-E-I-O. Bò thì kêu mô mô và bò kêu mô mô, đây mô kia mô khắp nơi mô mô. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Con bò cho chúng ta sữa, sữa làm chúng ta khỏe mạnh. Mình uống sữa mỗi ngày. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Và ở nơi đó có nhiều con cừu, E-I-E-I-O. Cừu thì kêu ba ba và cừu kêu ba ba, đây ba kia ba khắp nơi ba ba. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Cừu cho chúng ta len và thịt. Áo khoác của tôi làm từ len. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Và ở nơi đó có nhiều con vịt, E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quạc quạc và vịt kêu quạc quạc, đây quạc kia quạc khắp nơi quạc quạc. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O. Vịt sống trong ao và cho trứng giống như những con gà. Đúng vậy, gà và vịt đều cho chúng ta trứng. Nào, tên của các con vật các em có biết hôm nay là gì nhỉ? Con lợn oanh oanh, con chó gâu gâu, con gà chiếc chiếc, con ngựa nay nay, con vịt quát quát, con cừu ba ba, con bò mu mu. Ông McDonald là một trang trại, E-I-E-I-O.